Xin chào anh em, hôm nay có đến thành phố Tân An của Long An á. Tại đây thì diễn ra hội thi sinh nhật cảnh tỉnh Long An kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Tân An và hướng từng văn hóa du lịch tỉnh. Thời gian từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Anh em nào ở gần thì đến tham gia xem và chơi với anh em. Ở đây năm nay thì họ đem rất là nhiều cây đẹp anh em. Rồi để qua phố vô quay cho anh em xem luôn ha. Hôm nay thì qua phố đi chung với đoàn của hội sinh cảnh Bến Tre. Mình thì không có thích ngồi trong hội trường. Qua phố thì thích nhất những khu vực này. Sẵn tham quan và quay cho anh em xem luôn. Ở trước khu này là kiển cổ anh em ha, kiển cổ. Kiển cổ thì họ trồng trong chỗ cổ luôn nè. Cổ thì nó có nhiều cái tên rất là đẹp anh em ha. Như cây tước mặt anh em là này là gì, 2 4 tam can ngũ thường nè đó, họ hay chơi thiếu này. Mình cũng không rành về kiến cổ không anh em ha, một số dáng thế cơ bản mình gặp thường ngày thì mình biết thôi, còn một số thì không rành ha. Kiến cổ là của người xưa họ chơi, các bậc do giáo quan lại hồi xưa họ chơi, họ thông qua cái kiến cổ này anh em ha, họ giáo dục con cháu họ từ cái thông qua những cái tác phẩm như vậy, ví dụ như là tam can ngũ thường, tam tòng tứ đức hay gì đó ha. Không gành nên không có nói được anh em ha, chỉ biết sơ sơ vậy thôi và cũng quay cho anh em xem thôi. Ở bên ngoài thì những cây lớn anh em ha, cây lớn. Buổi sáng thì mưa rất là nhiều nhưng mà khách tham quan cũng đông, rất là đông. Cây cảnh thì chất lượng, anh em nào ở gần thì đến xem anh em ha, diễn ra trong tuần lễ. Cái này là cao sơn lưu thủy nè, cái tên tác phẩm anh em ha. Tên tác phẩm, những cái lĩnh vực này nó đặt giải nè anh em ha, đặt giải vàng nè đó. Những cái lĩnh vực này nó thuộc về một cái phạm trù lớn nữa rồi, ba phố cũng không gành cái lĩnh vực này nên là cũng không có phân tích cho anh em thêm. Không đi hôm nay đi có bà chủ nhỏ của vườn ba phố nè, xin chào con gái nha, con gái ơi, xin chào con, xin chào. Bạn này thì chơi lan có Bến Tre mình đó, một số cây mình sẽ quay cho anh em xem ha, những cây có dễ với những cây nào mà nó đẹp đẹp á. Cây này trào một tiếng nè, quá đẹp luôn, nhưng mà nó thế là mẫu tử nè anh em ha, cũng chưa có dễ. Những tác phẩm này rất đẹp anh em ha, rất đẹp. Mình mạn phép mình đi vô trong cái giới hạn của người ta, mình quay cho anh em xem luôn. Tác phẩm này là thiên thai nè, rất đẹp anh em, cũng chưa giải. Rồi tác phẩm này là nè nè, tên tác phẩm nè, mộc cổ sơn nè, cây tùng giấy giấy bạc nè anh em ha, giấy bạc, giấy bạc. Mình cũng không có gành tùng gì cho nên cũng không có giải thích hoặc là cho anh em xem được. Các giống tùng á là mình không có chơi cho nên là cũng không gành tùng anh em ha, không gành tùng, chỉ quay những tác phẩm đẹp và có dễ cho anh em thưởng lãm thôi. Anh em nào ở gần thì đến chơi anh em ha, trên chơi tham quan có nhiều tác phẩm khủng lắm anh em ơi. Tới ngày 28 tháng 9 anh em ha, tới ngày 28 tháng 9. Bến đợi anh em ha, bến đợi. Những cái tác phẩm này có tên gọi hết nè ha. Thông qua cái ý tưởng đó họ sẽ làm tác phẩm rồi đặt tên ha anh em. Mình chỉ biết sơ sơ đó thôi. Bóng cả nè. Bóng cả thì là cây cao bóng cả rồi anh em ha. Cái này thì thôi chỉ quay nhắc đẹp cho anh em xem thôi. Chứ còn không phân tích cái này anh em ha, không phân tích lĩnh vực này không biết. Lĩnh vực này thì qua phố rất thích. Phía sau cái tiểu cảnh của Linh Sam đó nè, nhưng mà mình quay mặt sau của nó rồi, để hồi có thời gian sẽ quay lại mặt trước cho anh em xem. Đẹp lắm nè, đẹp mà nét lắm. Cái khế này cũng mặt sau nó nè anh em ha, tiểu cảnh mặt sau nó nè. Anh em thấy cái khế gần mà nó tướng hết hồng rồi tướng ha, dáng á, đảo quá. Anh em nào gần đến xem đi anh em ha, không xem là phí lắm á. Kiến thức rồi cọ sát học hỏi trao đổi kỹ thuật đồ nó nằm đây hết anh em. Như mấy lần trước qua phố phân tích anh em á, là tác phẩm dự thi á, là họ hay chỉnh chu lắm. Có cái tác phẩm họ xây dựng cả mất nửa đời người anh em ha. Cho nên là mình đi ra những cái cuộc chơi lớn như vậy nè, mình mới thấy được
hết cái vẻ đẹp của cái nghệ thuật sinh vật cảnh nè ha. Đó, bên đây là những cái tác phẩm lớn nè, nè con xe lớn nè, mình sẽ quay hết cái khu này cho anh em xem. Rồi tới bông xe lớn nè, nè bông xe lớn ha, đẹp ha, dễ bạc anh em ha, có giải bông xe đại nha anh em ha, bông xe đại lớn của nó mà đại của nó đó. Đó, tại vì thông qua cái hình ảnh thì có khi mình không có xem hết được cái vẻ đẹp của cây, cái người nghệ nhân họ bố trí tay cành rễ rồi các chi thứ cấp trong đó nữa anh em ha. Đó, nó nhiều cái, nó phô diễn nhiều cái đẹp lắm, nhưng mà mình xem qua hình ảnh thì nó không có thể lọc tả hết cái vẻ đẹp của nó. Anh em nào ở gần thì nên đến xem là hay nhất anh em ha, xem là hay nhất. Cây này là giải đặc biệt nữa nè anh em. Cây này ở quê mình nó gọi là cây rừa, nhưng mà ở đây thì có nơi họ gọi là siêu đỏ là anh em ha, siêu đỏ là nó đó. Giải nè, giải đặc biệt, giải cao nhất của cái thằng bonsai. Bonsai này nó không ghi bonsai lớn, bonsai nhỏ vậy nè, bonsai đại quá, cây lớn lắm anh em ha, lớn lắm. Siêu úp đỏ, siêu úp hồng gì anh em ha, là khi ra cái tược non vậy nè, cái lá non vậy nó sẽ ra cái màu hồng, hồng hoặc màu đỏ gì đó. Không gành cái này anh em ha, không gành chủng loại này. Nè anh em nhìn cái độ khủng của nó này. Lớn ha. Quá lớn luôn. Dễ đặc biệt. Dạ. Ai mà làm lại nó. Dạ. Cái này của rùa của Việt Nam mình nè. Việt Nam mình á. Quê này thì miền Tây mình là cái loại này nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng lại làm đẹp như vậy nè, nó mới khó. Nói chung là cây gừa nếu mà anh thấy là rồi mấy cái bộ đế nó không có dạ. Nào chịu nổi đâu, có mua được ngoài đâu anh, tại vì nhưng mà có cái này nào mình làm đẹp á thì là không có khả năng làm đẹp thôi. Bộ đế của nó là đâu có ai qua nổi, nó làm lỗi dạ. Nó đâu. Dạ đúng rồi anh. Ở tông là cái tùng chưa có giải anh em ha, tùng chưa có giải. Cây trưng bày mà. Dạ cây trưng bày. À cái tác phẩm nào đeo cái thẻ xanh là cây trưng bày nha anh em. À, để qua mấy cây lớn này nữa. Đây, những cái nào đeo cái thẻ xanh này là cây trưng bày nghe anh em ha, cây trưng bày. Tại vì mình cũng mới lên đây thôi, nhưng cũng không nắm được cái quy định của ban tổ chức nữa nè. Sẽ quay những cây nào có giải và đẹp cho anh em xem. Cây này giải đồng. Lên đây thì gặp được rất là nhiều cây mới anh em ha. Chứ còn lây quay cái vòng cái không đi xa á, cái mình thấy những cây cứ ra thi hoài ha. Phải có cây mới thì ngắm mới đã, học hỏi chia sẻ rồi nhiều chứ còn. Cây cái bên là giải cũng thích anh em ha. Đó, bé với cha cũng thích kiện quá trời luôn anh em ha. Ở đây thì mẹ chụp hình nè, đó, cả gia đình đó, tham quan. Cây nào có giải mình sẽ quay cho gỉ cho anh em ha, để khuyến khích. Đã quá. Lá lớn anh em ha, lá lớn. Phom của dáng tự nhiên anh em ha. Có người họ gọi là Phomindo đó. Để mình quay sẽ hết những cái cây lớn cho anh em xem. Cây này là cây trưng bày anh em ha, cây lớn hết sức luôn á, nhưng mà trưng bày anh em so sánh với đứa bé nó đứng cái bên thấy không ha, quá trời lớn ha, nhưng mà hàng trưng bày. Cây nào trưng bày mình chỉ lướt qua thôi anh em ha, đẹp thì có đẹp nhưng mà hàng này trưng bày. Cây này dễ dàng nè anh em, mà chú thị lá lớn lên ngồi anh em ha. Đây là cái giải nó nè anh em. Bonsai đại nè ha, bonsai đại dễ dàng. Cây đổ để quay cho kỹ những cái giải ha. Đó. Đẹp quá anh em ha, đẹp quá. Trời mưa nhưng mà tranh thủ quay cho anh em xem luôn.
anh em nào ở gần tới xem anh em ha, tới xem trực tiếp á, nhìn nó mới đã, giống như đi xem đá banh á, cực chân đã, mình mới xem qua màn ảnh thôi, chứ còn nếu mà ở gần thì nên xem trực tiếp. Có nhiều pha nó quay chậm lại mình không xem được, nhưng mà trực tiếp nhìn nó đã, này mới không khí á, cái không khí rồi cái không gian rồi các thứ đó, làm cho cuốn lắm. Cây me là sản phẩm trưng bày ha, có màu đeo cái thẻ xanh là sản phẩm trưng bày. Những cây này cũng trưng bày anh em ha, trưng bày mình chỉ lướt qua thôi, lướt qua những cây trưng bày thôi, thời gian không có anh em ơi, chỉ quay cho anh em những cây nào dự thi thôi. Cây này cũng trưng bày hả, có cây dâu tái quá trời, quay cho anh em xem luôn nè. Hàng này cũng hàng trưng bày, cây dâu này dễ dàng anh em ha, dễ dàng. Quay cho anh em xem nè, trái nó không á anh em ha, trái không, giải nó đây đó, dễ dàng. Để quay cận cảnh cái trái cho anh em xem cái, quay cái bonsai đại trước rồi ngồi vô cái trong nhà nghe anh em ha, trời mưa tranh thủ nghe. 100% trái nha, cái này gọi là người kêu là dẹt tái đừng mới thấy được lá nè, quá đẹp anh em ha, đẹp quá, dễ dàng, dễ. Cây bông trang à, không thấy cái dễ nữa anh em ha, không thấy dễ nữa. Cây này thì chơi bông chứ còn thân bệ nó không giữ. Cây linh sam, cây linh sam có dải nè ha, có dải nè, dải đồng ha, dải đồng của bonsai cây có hoa có trái. Này quay mặt sau rồi, rồi cây ổi, để mình quay hết mấy cây ở bên ngoài sân trước đi anh em ha, cho anh em xem hết bên ngoài sân trước đi. Rồi họ mình trời mưa cái mình chạy vô nhà. Đây, qua tới khu bên này. Cây không nhiều nhưng mà chất lượng rất là cao. Ha nè, chất lượng rất là cao. Cây này cũng chưa có giải ha, tiểu cảnh. Không có giải thì lướt nó qua thôi. Thập bát la hán hội tụ nè. Là nguyên cái bộ này nghe anh em ha, nguyên cái bộ gốc cây này. À, chưa thấy có giải anh em ha, không thấy theo giải. Tiểu cánh xanh cũng chưa có giải anh em ha, không có giải lướt qua. Cây này có bóng cả nè anh em ha, cũng chưa có giải lướt qua luôn. Cây khế nãy mình quay mặt sau giờ lên mặt trước nè. Cây khế được giải khuyến khích, giải khuyến khích của nông bộ tiểu cảnh. Cây khế quá trời đẹp anh em ơi, đẹp mà bệ đá cũng đẹp nữa. Không biết trong cái bản này đấu với những cây nào mà nó được giải khuyến khích, ổn quá trời ta. Này đi thi này mà đeo thêm vài cái trái vô nữa ngon ha. Không ấy anh em mình về cái mình lấy keo 5x2 á, mình chích vô vài trái. Cái này thì gợi ý vui thôi anh em ha, chứ không có đi thi không chơi cái này được nha. Đi thi mà chơi kiểu này là người ta sẽ lội mình ngay vòng gửi xe đấy. Không biết nó chung cái bản đấu nào mà nó được giải khuyến khích ổn quá, đẹp quá trời đẹp luôn. Cây này dễ ba dễ đồng. Linh Sam nãy quay mặt sau giờ lên mặt trước nè. Đẹp chưa anh em, đẹp ha, quá đẹp luôn. Trời ơi đẹp. Chắc hai này là chung bán đấu nè, nhưng mình thích cái khế hơn, cái khế tay cành khủng hơn. Cái đó là sở thích cá nhân của mình nghe anh em ha, chứ mình không có quyền để phán xét gì các giải nha ha. Đó là sở thích cá nhân mình, bị cá nhân của mình nhìn mình theo cái cảm quan cảm tính của mình, chứ còn tập thể giám khảo đông lắm em ha, đông lắm, một hai người không quyết định được đâu. Đó, tên tác phẩm nè,
Đại Thụ Quần Sơn. Bãi đá này cũng đẹp, mà bãi đá cây khế cũng đẹp luôn. Rồi hết những cây ngoài sân trời mưa rồi, mình vô trong nhà ha.